Xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng với các em trong chương trình dạy học giáo dục công dân ở khối lớp 9 nhằm cung cấp kiến thức giúp các em học tập tại nhà hiệu quả hơn. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay các em nhé. Có thể nói, từ thời kỳ sơ khai, con người đã có những hoạt động nhằm mục đích để tồn tại và luôn có xu hướng để tìm cách cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua các hoạt động ấy đều có mục đích rõ ràng, gọt đẽo đá để có dụng cụ làm việc tốt hơn, đi săn để có lương thực, hái lượm để có hoa quả ăn. Tất cả những hoạt động ấy đều là lao động. Vậy, lao động là gì? Công dân có quyền và nghĩa vụ lao động như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay. Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Đến với bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau. Một, la mã đặt vấn đề. Hai, la mã nội dung bài học. Trong phần nội dung bài học, chúng ta sẽ tìm hiểu các phần sau. Thứ nhất, lao động là gì? 2. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. 3. Trách nhiệm của nhà nước. 4. Quy định của pháp luật về lao động đối với trẻ em. Và 3. La mã phần luyện tập. Ở mục lớn, phần đặt vấn đề. Trong sách giáo khoa trang 47-48, thì các em sẽ về nhà đọc. Sau đó, các em sẽ tự tìm hiểu phần gợi ý trong sách giáo khoa và các bạn sẽ trả lời vào trong vở nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào phần 2 lớn, nội dung bài học. Bắt đầu bài học hôm nay bằng việc ta nhớ lại những việc đã làm trong một ngày của ba mẹ, của người thân và của những người xung quanh. Như chúng ta học tập để tiếp thu kiến thức, chúng ta dọn dẹp nhà cửa cho môi trường được sạch sẽ, người nông dân cần mẫn trên đồng ruộng để tạo ra lương thực cho con người, người công nhân làm việc ở các công ty nhà máy để tạo ra sản phẩm cho xã hội, người thợ xây chăm chỉ để tạo ra những ngôi nhà khang trang, người đầu bếp làm ra những món ăn ngon. Tất cả những hoạt động ấy là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Đó chính là lao động. Như vậy, lao động là gì? Và nó có ý nghĩa như thế nào? Phần này các em có thể tự tìm hiểu trong sách giáo khoa trang 48 các em nhé. Nhà nước ta có quy định, lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Như vậy, thế nào lao động là quyền và lao động là nghĩa vụ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần 2. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Ta đi vào nội dung thứ nhất, lao động là quyền. Chúng ta có tình huống sau. Minh muốn trở thành một thợ cắt tóc, nhưng bố mẹ lại bắt Minh học nghề sửa chữa ô tô. Có thể nói, đây là trường hợp thường gặp trong cuộc sống. Hiến pháp năm 2013, điều 35 có quy định, công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Quyền làm việc là quyền tự do sử dụng sức lao động để làm ra sản phẩm vật chất, tinh thần hoặc thực hiện một dịch vụ nhất định, đem lại thu nhập cho bản thân, gia đình và có ích cho xã hội. Tự do lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm công việc và nơi làm việc phù hợp với nhu cầu. Tự do học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp mà không bị phân biệt đối xử về thành phần xã hội, tín ngưỡng, dân tộc. Do đó, quyền lao động của công dân còn là công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm. Chúng ta đến với tình huống 2. Anh Tân 20 tuổi, vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Anh cho rằng làm công việc này mang lại thu nhập cao sẽ giúp ích nhiều hơn cho gia đình. Em nghĩ gì về quan điểm của anh Tân? Có thể thấy, quan điểm của anh Tân ở đây là quan điểm không đúng đắn vì điều chính. Bộ luật lao động năm 2019 có quy định việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm. Anh Tân đúng là đang tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm việc làm, tạo thu nhập. Tuy nhiên, công việc mà anh đang làm mặc dù đang mang lại thu nhập cao nhưng là việc làm vi phạm pháp luật. Vậy, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình cũng là quyền lao động của công dân. Vậy, quyền lao động của công dân bao gồm quyền làm việc và quyền tạo ra việc làm. Quyền tạo ra việc làm có nghĩa là mỗi công dân tùy theo khả năng, năng lực của mình để tìm kiếm việc làm phù hợp trong các cơ quan, xí nghiệp, làm việc trong các lĩnh vực lao động sản xuất, lao động trí óc, lao động nghệ thuật. Công dân có quyền thành lập công ty,
thành lập doanh nghiệp, thuê lao động để tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, tạo việc làm cho bản thân và mọi người, đem lại lợi ích cho bản thân, cho người lao động và cho xã hội. Mọi hoạt động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm. Bên cạnh đó, lao động còn là nghĩa vụ của công dân. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, lao động là nghĩa vụ. Ta đến với tình huống, anh Duy đã tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng không đi học, không đi làm mà chỉ tụ tập suốt ngày chơi điện tử. Mọi người hỏi thì anh nói, nuôi con là trách nhiệm của bố mẹ, mình chưa lập gia đình riêng nên chưa cần đi làm. Em có đồng tình với suy nghĩ của anh Duy không? Tại sao? Như chúng ta đã biết, mỗi người khi sinh ra và lớn lên phải lao động vì lao động là phương tiện để tự nuôi sống bản thân và gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước. Chúng ta đã hiểu về quyền và nghĩa vụ của công dân về lao động. Bây giờ, chúng ta cùng đến với tình huống này nhé. Tình huống, anh em được công ty sao việc nhận vào làm thử việc ở bộ phận tiếp thị với mức lương thỏa thuận. Hết thời gian thử việc, công ty sao việc không ký hợp đồng lao động với anh em, mà vẫn sử dụng anh làm việc mà không được tăng lương, không được mua bảo hiểm xã hội. Sau 7 tháng, đột nhiên công ty thông báo cho anh em nghỉ việc mà không nêu lý do. Theo em, công ty sao việc cho anh em nghỉ việc đột ngột như vậy có đúng hay không? Vì sao? Chúng ta có thể thấy, công ty không thể tự ý thôi việc anh em đột ngột, vì như vậy công ty sao việc đã thực hiện sai quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Có nghĩa là họ không thiết lập cam kết, họ không ký hợp đồng lao động với người lao động, đó là anh em. Có thể nói, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Việc ký kết hợp đồng lao động được tiến hành theo phương thức thương lượng, thỏa thuận trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, thì cần phải dựa vào các quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan để giải quyết. Sinh thời, Bác Hồ đã nói, lao động là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Ai cũng tùy khả năng của mình mà tự nguyện, tự giác tham gia lao động, góp phần xây dựng nước nhà. Và Điều 57 Hiến pháp năm 2013 cũng có quy định, nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để tổ chức cá nhân tạo việc làm cho người lao động. Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, Điều 4, khoản 3, Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi bổ sung năm 2019 cũng có quy định, nhà nước tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút nhiều lao động. Các em cùng quan sát các hình ảnh sau đây. Đây là các hoạt động thanh niên đang học nghề cơ khí, nghề may, học nấu ăn, nghề đan may trên lá và ngày hội nghề nghiệp việc làm của các doanh nghiệp. Đây là hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, học nghề, dạy nghề, tạo công việc làm cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Do đó, chúng ta có thể nói, trách nhiệm của nhà nước về lao động chính là khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư giải quyết việc làm cho người lao động, khuyến khích tạo thuận lợi và giúp đỡ các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề. Cụ thể là miễn giảm thuế đối với các hoạt động dạy nghề cho người tàn tật, hỗ trợ vốn hoặc cho vay vốn, ưu tiên giảm thuế cho thuê đất, nhà xưởng giá rẻ với các doanh nghiệp nước ngoài mới vào Việt Nam đầu tư. Bên cạnh những việc làm tốt đẹp, tích cực của nhà nước và người dân, vẫn còn rất nhiều những trường hợp vi phạm pháp luật về các quy định lao động, đặc biệt là đối với trẻ em. Các em quan sát các hình ảnh sau. Đây là những hình ảnh như chăn dắt trẻ em đi ăn xin,
bắt trẻ em làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm. Đây là những việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Vì pháp luật có quy định cụ thể về lao động đối với trẻ em. Chung này, các em sẽ tự tìm hiểu ở trong sách giáo khoa trang 49 các em nhé. Ngoài những quy định của pháp luật, bản thân em ngay từ bây giờ cần phải làm gì để trở thành những người lao động tốt trong tương lai? Các em cần tu dưỡng phẩm chất, học tập chăm chỉ để trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà phù hợp với điều kiện sức khỏe của bản thân mình, đặc biệt là tích cực tham gia các hoạt động tập thể ở trường, ở lớp và khu phố khi được vận động, khi được phân công. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập sau. Bài 1. Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai, vì sao? A. Trẻ em có quyền học tập, vui chơi giải trí và không phải làm gì. B. Con cái có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ các công việc trong gia đình. C. Trẻ em cần lao động kiếm tiền, góp phần nuôi dưỡng gia đình. D. Học nhiều cũng chẳng để làm gì, cứ làm ra nhiều tiền là tốt. E. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. F. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dạy nên không phải tham gia lao động. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt từng ý kiến. A. Trẻ em có quyền học tập, vui chơi giải trí và không phải làm gì. Đây là ý kiến sai. B. Con cái có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ các công việc trong gia đình. Đây là ý kiến đúng. C. Trẻ em cần tham gia lao động kiếm tiền, góp phần nuôi dưỡng gia đình. Đây là ý kiến sai. Học nhiều cũng chẳng để làm gì, cứ làm ra nhiều tiền là tốt. Là ý kiến sai. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Là ý kiến đúng. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dạy nên không phải tham gia lao động. Đây là ý kiến sai. Trong bài tập này, chúng ta chỉ cần phân định ý kiến đúng sai. Còn phần giải thích vì sao, các em sẽ tự hoàn thành nhé. Chúng ta đến với bài tập 2. Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động? A. Quyền được thuê mướn lao động. B. Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề. C. Quyền sở hữu tài sản. D. Quyền được thành lập công ty, doanh nghiệp. E. Quyền sử dụng đất. F. Quyền tự do kinh doanh. Lần lượt các quyền chúng ta sẽ phân định đó có phải là quyền lao động hay không. A. Quyền được thuê mướn lao động là quyền lao động. Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề là quyền lao động. Quyền sở hữu tài sản không phải là quyền lao động. D. Quyền được thành lập công ty, doanh nghiệp là quyền lao động. Quyền sử dụng đất không phải là quyền lao động. Quyền tự do kinh doanh là quyền lao động. Như vậy, trong tất cả các quyền thì quyền được thuê mướn lao động, mở trường dạy học, đào tạo nghề, được thành lập công ty, doanh nghiệp, quyền tự do kinh doanh, đó chính là quyền lao động. Chúng ta quan sát hình ảnh sau. Khi quan sát hình ảnh, các em có liên tưởng đến câu thành ngữ nào hay không? Đó là câu thành ngữ há miệng chờ sung. Câu thành ngữ này ám chỉ những người không lao động, không làm việc nhưng lại mong muốn có kết quả tốt đẹp đến với mình. Hình thứ hai, bàn tay, sỏi đá và chén cơm. Khi thấy hình ảnh này, chúng ta sẽ nhớ đến câu thơ: bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, của nhà thơ Hoàng Trung Thông. Hai câu thơ trong bài thơ Bài ca vỡ đất của nhà thơ Hoàng Trung Thông có giá trị như một chân lý, khẳng định vai trò to lớn của sức lao động. Hình ảnh bàn tay tượng trưng cho sức lao động của con người, sỏi đá tượng trưng cho những trở ngại khó khăn mà con người thường gặp trong quá trình lao động, cơm tượng trưng cho thành quả mà con người thu được sau quá trình lao động. Khái quát hơn, câu thơ còn ca ngợi vai trò của người lao động trong việc cải tạo, chinh phục thiên nhiên để tạo ra những thành quả vật chất và tinh thần cho xã hội. Vị trí vai trò lao động trong cuộc sống chúng ta không thể phủ nhận. Tất cả các công việc đều có giá trị và cao quý như nhau. Tất cả đều đóng góp làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tròn đầy và thú vị hơn. Các em thân mến, ở nhà các em sẽ thực hiện các phần việc như sau. Bài cũ, bài 14 chúng ta vừa học, chúng ta sẽ học nội dung bài học. Làm hoàn thành các bài tập 1, 2, trang 50 của sách giáo khoa. Lựa chọn trong các bài 3, 4, 6, 7 và bài đọc thêm của sách thực hành. Sưu tầm những câu ca dao tục ngữ nói về lao động. Chúng ta chuẩn bị cho bài mới, bài 15, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân. Bài học đến đây kết thúc.
Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe. Cô xin chào các em.